Walk a mile hoặc là mile in my shoes. Nếu chúng ta dịch dịch cái nghĩa đen của cái câu này thì có nghĩa là hãy đi bộ một dặm đường. Mile là một dặm đường, một dặm. Đọc nhanh là mile đấy. Bằng chiếc giày, bằng đôi giày của tôi. Đấy. Thế nhưng mà thực tế thì nghĩa đen là như vậy, nhưng nghĩa bóng thì không phải như là như vậy. Nghĩa đây là một câu thành ngữ, tức là hãy đứng vào vị trí của tôi. Đó, hãy đứng vào vị trí của tôi. Tức là người ta muốn nói đến một cái điều rằng là thường thường chúng ta hay phán xét người khác một cách quá vội vàng mà không bao giờ chịu đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu người ta. Đó. Have you ever heard the saying walk a mile in my shoes? Bạn đã bao giờ nghe thấy cái câu nói là hãy đứng vào vị trí của tôi chưa? Ta nhớ nhé. Walk a mile in my shoes có nghĩa là hãy đứng vào vị trí của tôi. Have you ever? Đây là một cách nói rất phổ biến. Bạn đã làm gì chưa? Have you ever? Bạn đã bao giờ làm gì? Bạn đã từng làm gì? Heard. Heard là dạng quái quỷ. Have you ever heard the saying? The saying là câu nói. Walk a mile in my shoes. Hãy đứng vào vị trí của tôi. I think it is very good saying. It is a very good saying. Đó là một câu nói rất hay. Do you know what it means? Bạn có biết nó là ý nghĩa của nó là gì không? Nó nghĩa là gì không? What it means? Do you know what it means? Ở đây có một cái hiện tượng ngữ pháp nhỏ nhỏ, tức là bình thường chúng ta hay nói là what does it mean? Nhưng khi mà đấy là ta nói cái câu đấy độc lập, còn nếu cái câu đấy nằm trong một câu khác thì chúng ta phải bỏ cái trợ động từ does đi. Mà chỉ nói là what it means thế thôi. Và đây những cái bài này thì toàn là văn nói cả các bạn nhé. Người ta viết rất là dễ dùng vào trong cuộc sống đấy. Cho nên các bạn hãy học một bài là thật sâu bằng cách là học nó, đọc đi đọc lại nhiều lần. Một tuần 2-3 bài thôi, nhưng mà hãy đọc nó thật nhiều cho đến lúc bạn có thể nói ra được bằng những câu trong bài thì mới là được. Chứ chúng ta không học về số lượng mà chúng ta học về chất lượng. Bạn dành chính những câu này để có thể giao tiếp được. Do you know what it means? Bạn có biết điều đó nghĩa là gì không? It means, điều đó nghĩa là that before you judge someone, you should put yourself in his or her position. Trước khi bạn đánh giá một ai đó, phán xét một ai đó, thì bạn nên đặt chính bạn vào trong cái vị trí, vào cái vị trí của anh ấy hoặc là của cô ấy, hay là của người đó đấy. Judge chúng ta học rồi, tức là phán xét, đánh giá. Put yourself là tự đặt mình. Put yourself, tự đặt mình. In his or her position, vào vị trí của cô ấy hoặc là anh ấy. Position, ta có động, trong ta có danh từ position là vị trí. Position, position, vị trí. His or her là cách cái nói phổ biến của tiếng Anh. Trong tiếng Anh thì nó lại không có cái từ nào đại diện được, thay thế được cho trong cái ý này. Tại vì khi mình nói đến someone thì không có cái đại từ nào thay thế được cho cái từ đó cả. Bởi vì nó có thể là someone, nó có thể là nam, có thể là nữ, có thể là ít, có thể là nhiều. À, trong trường hợp someone thì là số ít, nhưng mà không biết là nam hay là nữ. Do vậy thì trong tiếng Anh lại không có cái đại từ nào thay thế được. Do vậy người ta hay phải nói his or her. Đó. Hoặc đôi khi người ta nói sai đi một tí là dùng their. Đó. Tức là đổi thành số nhiều. For example, ví dụ, if someone was running in a race, nếu như có ai đó đang chạy đua ở trong một cuộc thi chạy, cuộc đua, race là cuộc đua, and they did very poorly and came in last, về cuối cùng, last là cuối, came in first là về đầu và came in last là về cuối, poorly là nghèo nàn, là tồi tệ. Tức là anh ta chạy rất là tệ, rất là kém, poorly, kém cỏi. Và về cuối cùng, came in last. It wouldn't be fair to say, thì sẽ không thật công bằng nếu nó khi nói, oh, he's just a terrible runner. Oh, anh ta là một vận động viên chạy thật là tồi tệ. Terrible là tồi tệ. Runner là vận động viên chạy, tức là người đua. Đấy. Người tham gia cuộc đua. You would have to look at all the circumstances.
that made the person lose the race. Bạn sẽ phải nhìn vào tất cả những cái hoàn cảnh mà khiến cho cái người đó bị thua cái cuộc đua đó. You would have to, bạn sẽ phải look at, nhìn vào all the circumstances, mọi cái hoàn cảnh. Circumstances, hoàn cảnh. Hoàn cảnh. Circumstances, hoàn cảnh. That made, mà đã làm, the person, người đó, lose là thua, the race là cuộc đua đó. Lose the race. Maybe they pulled a muscle in their leg and the day before. Có thể là họ đang bị căng cơ ở chân vào cái ngày trước đó. Ngày trước đó là the day before. Nếu mà viết đầy đủ là the day before that day. Ngày trước đó. Căng cơ pull, pull tức là kéo đấy. Pull tức là kéo. Tính từ của nó là pulled. Ở đây thì người ta dùng động từ, tức là bị co đấy. Co, muscle là cơ, cơ bắp. Pull the muscle có nghĩa là co cơ, căng cơ đấy. Căng cơ với co cơ là một. In their leg, tức là ở chân. In their leg, ở chân. The day before, ngày trước đó. Maybe this is their very first race. Có lẽ, có thể đây là cuộc đua đầu tiên của họ. Họ đã từng tham gia đấy. Maybe they are not in good form because something isn't right in their lives. Hoặc cũng có thể là họ không ở vào một trạng thái tốt nhất. Form, trạng thái, thể trạng. Thật dịch là trạng thái đi, form. Bởi vì có điều gì đó không ổn trong cuộc sống của họ. Right, ở đây không có nghĩa là đúng đâu nhé, mà là ổn. Right or wrong, something right, something wrong. Cái gì đó ổn mà không ổn. Lives là số nhiều của life. There can be so many things that affect a person's life. Có rất nhiều điều mà có thể ảnh hưởng tới tác động đến cuộc sống của một người. Tác động từ affect là tác động, ảnh hưởng. Affect. Affect. Đó. Performance and moods. Performance là thành tích. Performance, màn trình diễn hoặc là thành tích. Thành tích. Moods là tâm trạng. Có rất nhiều điều có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của một người. Ảnh hưởng đến thành tích và ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Của người đó. If someone was very quiet at a party, you couldn't just assume that they weren't friendly. Nếu như mà có ai đó yên lặng ở trong một bữa tiệc, giữ yên lặng đấy, thì ta có từ yên lặng ở đây là quiet. Các bạn lưu ý nha, là bởi vì cái từ này rất hay nhầm với từ quiet. Nó chỉ đảo chữ e về sau chữ tờ lên trước chữ e thôi, thì ngay lập tức là nó biến thành chữ quiet. Quiet là khá, còn quiet là yên lặng, im lặng, lặng im. Nếu có ai đó lặng im ở trong bữa tiệc thì bạn không thể chỉ cho rằng, assume là cho rằng bạn không thể chỉ cho rằng là họ không thân thiện đó. Assume. You don't know what is happening in their lives. Bạn không biết được là chuyện gì đang xảy ra, đang diễn ra. Happening, xảy ra, diễn ra. Ở trong cuộc sống của họ. They could be feeling ill. Họ có thể đang cảm thấy không khỏe. Cảm thấy ốm, thấy mệt. Or they might have just had a bad experience. Hoặc có lẽ là họ chỉ vừa mới, trước đó họ vừa mới trải qua một cái trải nghiệm tồi tệ. Trải nghiệm không hay. Chuyện gì không hay. Experience là một cái trải nghiệm. Ở đây have had là đã thôi. Might là có lẽ thôi. Might have had, có lẽ họ đã có một cái trải nghiệm không hay. Nobody can know exactly how another person feels. Không có ai có thể biết chính xác được exactly chính xác người khác cảm nhận như thế nào. How another person feels. Người khác cảm nhận như thế nào. Even if someone tells you what he or she is experiencing. Ngay cả khi, thậm chí ngay cả khi, even if là ngay cả khi, có ai đó nói với bạn về cái chuyện mà người ta đang trải qua.
experience là đang đang trải nghiệm, đang trải qua đấy. Động từ, danh từ thì là một cái trải nghiệm, còn động từ thì là đang trải nghiệm, là trải nghiệm thôi, trải qua. You still won't fully understand what is going on inside the other person. Thì bạn cũng không hoàn toàn hiểu được những gì đang xảy ra ở bên trong nội tâm của cái người đó. Fully, fully, hoàn toàn. Inside là bên trong nội tâm, inside. Everyone perceives and feels things differently. Mọi người nhận thức và cảm nhận sự việc nó khác nhau. Differently là một cách khác nhau. Differently. Perceive là nhận thức. Động từ perceive, perceive, nhận thức. Hay là hiểu. Hiểu và cảm nhận. Nhận thức và cảm nhận. Thế nào cũng được. Mọi điều một cách khác nhau. To walk around in someone else's shoes. To walk a mile in someone else's shoes is to try and understand things from that person's perspective. Khi đứng vào vị trí của một ai đó, thì có nghĩa là phải cố gắng hiểu được những cái điều mà xuất phát bên trong, hiểu được cái quan điểm của người đó. Ta có từ quan điểm là perspective. 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 Quan điểm. Suy nghĩ, quan điểm. Ở đây chúng ta có từ someone else là ai đó. Những cái chữ sở hữu cách thêm vào đây thì không được đọc là someone else, mà là đọc là someone else's. Đấy. Someone else's shoes. Đấy. We are all shaped by the events that have taken place in our lives. Chúng ta được hình thành, chúng ta được tạo ra. Shape, shape là hình dáng. Nhưng mà động từ của nó thì là hình thành nên. Thì we are all shaped có nghĩa là chúng ta được hình thành nên. By the events, bởi các cái sự kiện. Events, sự kiện. That have taken place, mà đã diễn ra, đã xảy ra. In our lives, trong cuộc sống của chúng ta. Ta có từ diễn ra là take place, bằng lại happen, take place. Thì have taken place là đã diễn ra. We are all shaped by the events that have taken place in our lives. No two people have gone through the exact same things. Không có hai người nào là đã trải qua những cái việc hoàn toàn giống nhau cả. Exact same things là những cái việc hoàn toàn giống nhau. Trải qua là go through. Have gone through là đã trải qua. So before you are quick to judge someone. Vì vậy mà trước khi bạn nhanh chóng phán xét một ai đó, stop and think about what it is that they might have gone through. Hãy dừng lại và suy nghĩ về những gì mà họ có lẽ đã phải trải qua. You won't always understand why people do what they do. Bạn sẽ không luôn luôn hiểu được tại sao người ta lại làm những cái việc mà họ đang làm. But you can try to understand and put yourself in their position. Nhưng bạn hoàn toàn có thể cố gắng để hiểu được và đặt mình vào vị trí của người ta.